Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Đức Tính đang có mặt tại xã Phú Điền, thuộc huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay có một cái gia đình mà đang gặp một cái tang sự quý vị. Thì cũng có người quen nhờ Đức Tính đến đây để có cái biện pháp nào để chia sẻ đến cộng đồng để giúp đỡ cho gia đình. Một gia đình cũng thuộc gia đình nghèo, sau lưng Đức Tính là một cái nhà thiện nguyện của bên Tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo cất tặng cái nhà mà toan xét xét đó quý vị. Thì gia đình này có một cái trụ cột lao động chính thì trước đây đã bị có lẽ là bị đột quỵ. Thì Đức Tính đến đây là cũng có tìm hiểu sơ bộ về ở bên địa phương cũng như gia đình. Thì bây giờ Đức Tính sẽ vào trong để chia sẻ đến quý vị cái câu chuyện như thế nào nha quý vị. Xin mời quý vị. Con có nghe nói gia đình mình mới có một cái hậu sự, một cái chuyện buồn. Thì có người chia sẻ cho con, nó nhờ đến đây để chia sẻ cái hoàn cảnh của chú á. Dạ thì con nghe được biết là, nhưng mà thôi giờ con nghe chú chia sẻ cái gia đình mình có mấy người ha chú. Dạ tôi được có con dâu với vợ tôi với hai đứa cháu nội. Dạ hai đứa cháu nội. Gia đình mình có nhà đầy đủ không? Mấy đứa đó hả? Dạ có. Sao con thấy chú này quen nè. Chú đó thời gian sau cái hội thời mà chú còn trẻ như anh này nè. Dạ. Chú có làm từ thiện cho cơm cháo nước Nghĩa An Tháp Mự Đa Pha này nè. Ông nó đúng củi rồi ông chú cháu rồi ông làm phải cái thời mà em đi chợ củi không? Chợ củi đó chú còn ghe, còn năm có ghe đó. Còn ghe rồi hồi đó mày mua cái xe phải không? Và cái hàng mày mượn cái xe em mày nữa đó, xe hàng gì? Xe tải bự đó. Dạ dạ xe của bà cô. Dạ. Xe của ông Tính đó. Dạ. Vậy là giai đoạn đó hen. Hẹn chi thấy quen. Ở đâu đó. Vậy là xe giai đoạn đó đi làm chung gặp chứ gì? Gặp cháu xuống xuống cháu rồi với rồi. Dạ dạ. Mở cái xe bự mà. Vậy là giờ chú còn làm không? Nghĩ là 2 năm nay giờ lớn tuổi phần giữ cho Thành Trung mấy Nguyễn Thành Trung này hai đứa con này giữ cho 60 tuổi còn được mà. Cho hai chồng với bằng. Bây giờ ông bị bệnh tiểu đường mà ít chứ làm đó. Tiểu đường hả? Giữ hai đứa con này. Tiểu đường ít chứ làm giữ hai đứa cho nội. Giữ hai đứa bị bệnh bẩm sinh mãi chụp đứa nè. À. Bây giờ trong nhà nó giữ rồi cái rồi người vợ với hai. Ủa tiểu đường mà không đi làm nổi luôn chắc là bị nhiều. Tiểu đường qua thì ba thì không chết. Vợ ông Trung Nam mà ông Sài Gòn đó. Giờ tuổi lớn mà đất đai không còn có được trọng lõm trong nhà, ông già ông ấy rồi ông lâm cơn bệnh hồi xưa giờ bằng ấy rồi mới sao hết rồi có người đó có rượu thiệt rồi mới hết rồi còn lõm này đó bị ngăn mấy thước này dài cái xe đó rồi giờ cũng xung quanh đất của người ta xung quanh hết có sao nó vậy chứ không phải mình nói làm thiện đâu lắm lắm vậy đó. Đúng rồi, cảm ơn anh. Chào cả gia đình mình. Thì chắc có lẽ là kế bên chú là bà xã chú Phương. Đúng rồi. Dạ rồi bên đây là có lẽ là vợ của cái người mới mất. Dạ hai cháu này chắc con. Ê con dạ con hai cháu này là con của em bên đây. Ừ. Dạ chú thứ mấy hả chú? Chú thứ chín hả? Hôm nay chú chín 20 tuổi 60 hả? Dạ ở giấy thì mới có năm mấy à. Dạ rồi con của chú như thế nào mà mất ha? Nói rồi. Thôi em trả lời đi, em mang cái mic để em gắn cái mic trên em mày. Như là ổng bị đau đầu á rồi tự nhiên ngủ rồi sáng dậy nó không. Bị hồi nào em? Hồi 9 giờ mấy đêm. 9 giờ rưỡi. Là con nghe nói mới chôn hôm đúng không? Đúng rồi. À. Có nghĩa là mất trước đó mấy ngày. Tối mùng 8. Không, bữa mùng 8 tối 9 giờ rưỡi tối mùng 8. Là nay mấy rồi cả? Mười là chôn được à, 11 chôn được. Yeah. Rồi cho nên là mới chôn hôm. Rồi mới không giờ mới kêu bà không giờ chôn cho. Dạ. Rồi cái gia cảnh của gia đình mình như thế nào chú? Trời khổ lắm, không nghèo lắm chú ơi. Gia đình mình có ruộng vườn gì không chú? Có nhiều đất à, có nó chôn có. Có, có nhiều nhà không à? Cái nền nhà này ha. Ừ. Cái nhà này là của chú cất hay là của ai? Của anh Năm Tròn đó, cho tiền cất nhà bên Điệp đưa Điệp đó cất nhà. Dạ, ở bên từ thiện. Ở từ thiện. Dạ. Rồi cái người mất này là con trai. Đã đang làm cái gì? Lao động chính nghe đi nói là. Nhà luôn á. Dạ nhưng mà làm gì công ty đi hạt cái đó. À công ty đi. Công nhân của Tỷ Sưng Tỷ Thạc. Đi à. Còn em làm gì? Cũng làm công nhân trồng. Em tên gì ha? Tên Ngân, Thiện Ngọc Ngân. Ngọc Ngân. Dạ. À, hai cháu này nghe nói có đứa cháu nào bệnh gì? Bệnh tim nè, cháu này nè. Hai đứa. Đứa nhỏ hả? Nhỏ nặng, lớn nhẹ. Lớn dạ. Thì nó nhẹ. Tim bị sao hết, em? Nhưng mà đứa nhỏ nặng hơn.
bác sinh. Tiêm bẩm sinh hả? Còn nhỏ lắm. Bác sĩ nói mổ. Mổ hả? Mổ thì cái tình trạng tiêm là tiêm bị gì? Có bà có giấy bà chờ bà qua bác sĩ ố bệnh bà công ty tỷ hạt nó lấy. À công ty tỷ hạt lấy giấy tờ giấy bệnh đặng về chắc có biện pháp hỗ trợ hả? Dạ. À em hiện tại em làm gì? Công nhân đó. Công nhân mai. À hai chồng làm chung công ty ha. Nó lớn không? À. Rồi cái hồi nãy nói em nói là đang ngủ mất hả? Cũng như chiều ăn cơm xong vô nằm mới ngủ một chút gì là cũng 9 giờ rưỡi ngủ rồi xong tôi nghe mới ngủ hồi 9 giờ là tới 9 rưỡi là hai cái là nó té cứt té đáy rồi chết luôn. Vậy đó hả? Có bệnh nền gì sẵn không? Họ nhức đầu không à, rồi nó mua Asimol nó uống không à, giúp xăng á. Dạ. Bị nhức đầu. Nhức đầu không à chứ không. Chắc vỡ mạch máu não quá ha. Đột quỵ. Dạ. Bác sĩ nói vậy ha. Ôi, vậy là có chở đi ha. Có. Cũng như là thấy thôi còn nó chết nó già rồi thấy nó buộc thì chở lên tránh còn cứu không? Dạ. Yeah. Vậy là khi thuốc nó rồi chạy qua thì kêu thôi giờ chở đi đi. Rồi chở lên tới chảnh cũng là bác sĩ lại coi độ tim rồi làm mấy người lại. Yeah. Xong rồi bác sĩ nói là thôi chia buồn với cô. Dạ. Yeah. Rồi đó là bắt đầu là chạy đó vô kêu chút là xe cấp cứu kêu về. Vì cái đó là cho tôi xin lại đặng xét nghiệm gì đó. Dạ. Đặng lấy kỹ gì đặng biết coi chứng bệnh gì. Dạ. Là nói là rồi trở về đây có một người ở lại đặng coi là chứng bệnh là thank you.
chị. Hôm nay đi làm thật sự rất là không may chút nào, khi mà đang quay video thì cái micro nó bị hư, cho nên là thú nó mất tiêu cái tiếng mà không có hay. Khi về đến nhà dựng âm thanh thì mới tá quả là ghi đoạn đầu thì có tiếng, rồi từ khoảng phân nửa trở về sau chưa được phân nửa, trở về sau là nó mất hết trơn âm thanh luôn, rất là rối luôn. Do cái micro nó bị lỗi bất chợt các quý vị, cho nên là không mình không có biết là nó mất tiếng, nó vẫn còn hiển thị vậy đó, nhưng mình nó mất tiếng mình không hay. Trước đây đi quay chung anh em thì nó cũng hay bị chập chờn, nhưng mà trong mấy lúc đó thì do quay chung anh em mà cho nên là về cái của mình bị lỗi âm thanh thì xin cái file của anh em thì mình vẫn làm cái video được. Còn hôm nay do đi có mình một rồi cái âm thanh nó lỗi, cái nó trắng nhấp luôn, nó không còn tiếng nào chứ, rất là rối. Thì bây giờ trước tiên thì mình xin lỗi đến gia đình của anh Danny Đỗ, tại vì cái video nó bị lỗi vậy đó, rồi cũng xin lỗi, mong toàn thể quý vị cũng thông cảm. Mình sẽ dựng cái video và mình sẽ ghi chữ, mình chèn vào, mình thay cái lời nói không quý vị xem cũng sẽ hiểu, nhưng mà nó không có được nghe tiếng thôi. Thì cũng rất là cáo lỗi cùng toàn thể quý vị với gia đình của anh Danny Đỗ rất là nhiều. Mong mọi người cùng thông cảm cho mình vì cái sự cố ngoài ý muốn. Cũng gia đình thì cũng rất là mang ơn và cảm ơn đến gia đình của anh Danny Đỗ, cũng như là mẹ của cháu rớt nước mắt luôn. Nhưng mà do không có tiếng mà mình để nó dài quá thì quý vị xem nó cũng cảm thấy rất bực bội, cho nên mình lấy những cái đoạn mà trao tiền thôi. Thì một lần nữa xin chân thành xin lỗi toàn thể quý vị cùng gia đình anh Danny Đỗ, cũng thay lời cho gia đình của hoàn cảnh mình vừa chia sẻ với quý vị. Xin chân thành cảm ơn gia đình của anh Danny Đỗ đã chia sẻ yêu thương trong cái lúc mà gia đình gặp một cái tang sự rất là đau buồn và bối rối. Thì có gia đình anh cùng chia sẻ những khó khăn với gia đình, tại vì hiện tại thì hai người con của anh bị tim bẩm sinh, tim từ hồi nhỏ luôn vậy. Theo mình được biết thì theo cái mô tả của gia đình thì có lẽ là cháu bị lũng cái ngăn tâm thất các quý vị, cho nên là hiện tại cái ca phẫu thuật rất là cao, tiền gia đình không thể nào phẫu thuật được. Còn vợ của anh thì lương nó không được cao, tại vì hai vợ chồng làm chung công ty, mà anh thì bị mất bất chợt, rồi vợ anh thì cũng hiền ít nói lắm, mà lương của vợ anh thì nó thấp, do cái mới vào công ty giai đoạn sau này á, lúc trước làm chỗ khác rồi giờ đổi cái công ty khác thì lương nó thấp. Còn cha của cái người em này mới 36 tuổi, mình gọi là em mới đúng, cha của cái em mất á thì bị tiểu đường mà rất là nặng, gọi là tiếp 3 gì đó, trong chuyên môn mình không có biết rành cái căn bệnh đó. Thì hiện tại chú là chích thuốc hàng ngày, một ngày 2 lần mà tự chích luôn, có nghĩa là có bảo hiểm rồi đi lãnh thuốc về là tự tiêm. Nãy mình có chú đem có bọc thuốc với cái tiêm cho mình xem, là tự tiêm luôn, chứ mà đi nhờ ta tiêm hoài thì tốn tiền, mà mắc đi lên đi xuống nữa. Thì cái hoàn cảnh rất khó khăn, cha của em bệnh như vậy đó thì đâu còn lao động nổi, ở nhà giữ cháu cho hai vợ chồng đi làm. Nói chung là một cái lao động chính trụ cột của gia đình đã không còn nữa, thì người mẹ còn lại phải bảo bọc hai đứa con và cũng như là lo cái miếng ăn cho cả gia đình, thì phải nói là rất là vất vả. Thì cũng mong là mọi người xem cái video của mình và hiểu và thông cảm. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến gia đình của anh Danny Đỗ rất nhiều. Xin chúc cho gia đình anh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và trong cuộc sống. Trân trọng kính chào toàn thể mọi người. 10 kg gạo quý vị, 1 kg gạo cho hoàn cảnh. Giá tiền? 130. 130 tiền 1 kg. 200. 300. 300. Cảm ơn. Hai ơi, bán cho em một bọc gia vị mắm tương đường một ngọt, mắm tương đường một ngọt dù ăn chờ thứ chai một bọc một hả? Nó đi có hoàn cảnh nghe như tiền chị 119 ngàn mình buông là kêu mua ngay chị hai luôn á.
Thế chị Hai cũng hay làm từ thiện, mua ủng hộ chị Hai. 119 tiền. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị.